Hello, xin chào các em lớp 8. Ngày hôm nay chúng ta cùng làm đề kiểm tra học kỳ 2 các em nhé. Và đối với mỗi câu như thế này, cô sẽ dừng cho các em trong vòng 1 đến 2 phút. Các em sẽ cùng nhau nhìn vào bài và sau đó cô sẽ đưa đáp án cho các em cùng xem nhé. Rồi câu số 1, các em hãy cùng nhau làm nào.